Em thấy quyển sách này rất là hay ạ. Như là cuốn sách này là giúp cho em về sau rất là tốt ạ. Về khi mà ra đời thì em sẽ được có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi cho rằng đây là một hoạt động rất ý nghĩa của tập đoàn, mang tính giáo dục truyền thống nhân văn rất sâu sắc, mang một cái thông điệp cho tất cả các thế hệ trẻ của Tổ quốc chúng ta đóng góp sức lực của mình để xây dựng quê hương, đất nước